Thì dĩ nhiên rồi, quay là Full HD. Em xem còn bao nhiêu phần trăm. Ôi đừng cứ nhấn vào cắt ra. Đấy góc chéo chéo này mới đẹp này. Đấy. Điểm 10-14 tay vợt Thái Lan phát cầu. Và một pha bắt lưới rất hay và chính xác của Đức Phát. 15-10 cho đại diện cầu lông Việt Nam Lê Đức Phát. Yeah.
19 kìa. Thấy chưa? 19. Xong. Xong. Không, còn chẳng đã rồi.